xì châm chúng ta hả? Nè, cậu đánh xì châm cái gì vậy hả? Xin lỗi Ti Đồ, mình đang có cảm hứng cho một bài thơ ca ngợi đường kẻ sọc. Vậy là sao? Một tác phẩm nghệ thuật. La la la. Nè cậu. Chào Tí hòa sĩ. Tí Dùng về, cậu đang làm cái gì vậy hả? Xin lỗi Tí Đồ, mình không biết mình đang... Nè, Tí Dùng về và Hậu Đậu, cậu đã làm hư một kiệt tác rồi đây nè, thấy chưa? Hậu Đậu là cái gì? Cậu thật là Hậu Đậu quá. Hãy đi sáng tạo tác phẩm của mình ở chỗ khác thích hợp hơn đi. Lỗi là do cậu đó. Tại sao lại là lỗi của mình? Nói như vậy thì mình không thèm ở đây nữa đâu. Có vẻ là cánh tay trái của họa sĩ nó luôn luôn... Lo làm việc đi Tí Thi Sĩ. Mình không thể làm việc được khi đang có nhiều cảm hứng như vậy. Thưa Tuy Du, làm sao con có thể sáng tác khi tất cả các xì trong này cứ âm sầm bên tai con? Không, và con cũng không thể vẽ một kiệt tác nữa. Đúng, phải có một khoảng không gian và thời gian cho nghệ thuật, đúng không các xì trong? Vậy thì hãy xì trong việc của mình vào buổi sáng, và chiều nay sẽ có một hội chợ nghệ thuật để xì trong những bức tranh và những bài thơ của các con. Hết. Đó là cái gì vậy? Sao mình biết được chứ? Nhìn kỳ quá, không biết. Cái gì vậy? Sao mày dễ thương quá? Cô ấy là ai? Là ai hả? Là cậu đó, Tí cô nương. Là mình. Không, đó không phải là Tí cô nương. Tí cô nương đâu có cười như vậy đâu. Mình ghét cười giống vậy. Vậy thì đừng có coi tranh này nữa, đồ hậu đậu. Sao lại hậu đậu? Nè Tí Cận, cậu thấy tác phẩm này như thế nào hả? Cái quần màu xanh này hoàn toàn sai. Ngài Tí Du vẫn hay nói là xì trâm không nên chọn màu xanh, mà ngài Tí Du nói á thì luôn luôn. Thì sao chứ? Mình sẽ cho cậu thấy quần xanh nè. Ăn gà màu. Vậy là mình được đóng khung rồi. Mình ghét nghệ thuật này. Tiến đi. Không cần đâu. Không ai chịu hiểu cho chúng ta hết đúng không? Cậu nói đúng đó. Ước gì chúng ta có thể trôi xa như con thiên nga đó vậy. Phải, và tự do xì trùm điều mình muốn, bơi tới những vùng đất xa xôi mà không có xì trùm nào làm phiền. Đúng rồi, vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi đây để tìm vùng đất tự do. Ha, được, nói mà mình có thể tạo ra thật nhiều kiệt tác. Dạ, những bài thơ. Chúng ta tới nơi đó bằng cách nào đây hả? Bằng chiếc thuyền ở đằng kia kìa. Hay, mình sẽ thu xếp đồ đạc. Chúng ta sẽ viết lời nhắn để lại cho ngài Tí Vua với nội dung từ biệt các xì trùm tàn nhẫn. Thật là thoải mái trên dòng sông êm ả, và chúng ta không biết nó trôi về đâu. Cậu lái kiểu gì vậy Tí họa sĩ? Mình không có nhiệm vụ phải lái thuyền, mình đang tập trung để vẽ đây. Cậu lái đi. Không, mình đang làm bài thơ ca ngợi dòng sông mà. Còn mình thì đang vẽ dòng sông, và bức tranh này nó giá trị hơn ngàn câu từ của cậu nữa. Thôi đi, mình có thể mô tả bức tranh của cậu chỉ bằng hai từ. Quá xấu. Cậu cũng chỉ là xì trâm gà màu thôi. Cái gì? Đúng là sao? Cậu là nghệ sĩ mà không biết rung động và cảm nhận trước cái đẹp thật sự. Ôi sao ta đau lưng quá. Chắc là sắp có bão nữa rồi. Tí Vua ơi, có chuyện
cửa, nói là Tiết ca sĩ và Tiết họa sĩ đã bỏ đi rồi. Đây là lỗi của ta, các sĩ trung đã tới một hòn đảo tự do. Trời thì sắp có bão và chúng sẽ không sĩ trung được tới nơi đó. Nhanh lên, Tiết cô nương, tìm cách sĩ trung chúng lại. Nè các con, vì ta mà Tiết họa sĩ và Tiết thi sĩ đã bỏ đi cho nên cần ai đó theo ta tìm họ. Nhanh lên đi. Con sẽ đi, vì con cũng thích hai cậu đó, hay có những suy nghĩ khác rồi. Con cũng vậy. Vậy chúng ta sẽ cùng đi. Đi. Tí điệu có đi không? Dĩ nhiên đi rồi. Ngôi làng này không những cần mình mà còn cần những nghệ sĩ như họ nữa. Con cũng sẽ đi nữa. Mình ghét phải đi. Tô, bây giờ đừng lãng phí thời gian, hãy lên đường. Nhanh lên các sĩ trung, nhanh nữa lên. Chúng ta phải sĩ trung thấy hai đứa trước khi cơn bão ập tới. Thật là dễ chịu khi được bồng bềnh trên mặt nước ra khỏi khu rừng của bọn sĩ trung hồi hám. Ta hy vọng sẽ câu được một con cá lớn và nó sẽ là một món ăn khoái khẩu của ta. Chúng ta tới nơi rồi Tí họa sĩ, thật tuyệt vời. Không tưởng tượng nữa, căng mồm lên thôi. Ý kiến hay đó. Nhưng mà làm bằng cách nào? Con không biết làm, tưởng con biết làm chứ. Suy nghĩ kỹ hết mọi chuyện, chỉ toàn là mình đưa ý kiến thôi. Và tới đây này cũng là ý tưởng của mình đi. Mình không muốn nói nữa đâu. Mình ghét chèo thuyền. Ôi đằng kia, chúng ta xì trúng trong cơn bão kìa. Lên nó đi các sĩ trung, hai đứa sẽ không biết cách nào để sĩ trung ra khỏi nó đâu. Ngồi suốt hai tiếng mà không con nào cắn câu, ta không muốn về khi không có con cá nào câu tiếp. Mày nghe không hả Ara? À, cắn câu rồi, nghe chưa hả Ara? Chắc là có cá lớn đó. Không biết con cá gì mà sao nặng quá. Dừng lại! Trời ơi! Nhìn kìa Tí họa sĩ, cảnh vật thật quang sơ, thích quá à. Quang sơ? Ý cậu là sao? Còn mình, quang sơ là nỗi đau của cái bao tử đang sôi lên đây nè. Thì đói quá chừng. Không không, Tí họa sĩ, nó đã đem lại cho mình rất là nhiều cảm hứng. Ôi, biển mênh mông thật rộng lớn bao la. Lốc xoáy. Vậy là chấm hết rồi. Sĩ và Tí họa sĩ sẽ không vượt qua nổi cơn bão này đâu. Chúng ta sẽ may mắn nếu tất cả quyết tâm. Mau dừng lại đi đồ cá dở hơi. Trời ơi, dừng lại. Cái gì vậy? Chắc là mình nghe lầm rồi. Điều đó thì không thể. Sóng thần.
đây là một hòn đảo, mình tới rồi. Ồ, cuối cùng thì chúng ta cũng đã an toàn hết rồi. À, mọi người, cứu à. Cậu xì châm cái kiểu gì hả Tí Dụng về? Mình xin lỗi Tí Cần. Có lẽ Tí Thi Sĩ và Tí Họa Sĩ cũng ở đây đó ngài Tí Vua. Hy vọng là như vậy. Nó định kéo mình đi tới khi nào vậy? Nè Ara, cho nó gần lại đi. Dừng lại đi đồ con cá gớm ghiếc. Mày là con cá rất đáng yêu. Đừng. Ara, mày đúng là vô dụng. Để cho nó thoát rồi sao bắt lại được đây? Hè, mày định giở trò gì nữa đây hả Ara? Thôi cậu. Ồ, vậy là thoát chết. May mắn là trôi dạt tới chỗ đất khô ráo. Chào tao, tụi con mèo ăn hại. Tí Vua ơi, có khi nào mình không tìm thấy Tí Họa Sĩ và Tí Thi Sĩ không? Đây là một hòn đảo lớn mà Tí cô nương. Chúng ta cố gắng sẽ xì trùm thấy họ. Mau bắt lấy nó Ara. Đó chính là bữa sáng của tao với mày. Phải bắt cho bằng được. Coi nè. Như vậy là mất tồi bữa sáng của tao rồi. Các sĩ trung hãy mau thức dậy đi, mau đi tìm Tí Thi Sĩ và Tí Họa Sĩ nhanh lên. Mình ghét thức dậy sớm. Mày nhìn thử coi Ara, sao tự nhiên lại có một cái thuyền bé tí tẹo này ở đây vậy? Không lẽ nó là thuyền của tụi xì trung? Nè Ara, tụi xì trung đang ở trên hòn đảo này đó. Bây giờ đừng hòng thoát được. Tí Thi Sĩ ơi, Tí Họa Sĩ ơi, Tí Thi Sĩ ơi, Tí Họa Sĩ ơi. Sao cậu toàn vẽ mấy cái loại trái cây không vậy? Bức tranh này đã nhắc mình nhớ ra là mình đang đói đó. Những thứ này đâu có ăn được, mình chỉ đầy cảm hứng khi có thức ăn thôi. Mình cũng vậy, không có cảm hứng nào khác hơn ngoài đồ ăn hết. Bây giờ mình thấy nhớ ngôi làng xì trâm và các xì trâm. Có thật không? Ở đó tốt hơn ở đây nhiều. Không phải vậy. Bây giờ thì thử hỏi cậu mình phải làm cái gì đây? Thì làm những công việc như thường ngày, như dọn dẹp nè, sau đó là chuẩn bị đồ ăn sáng. Phải, đúng rồi đó, mình làm đi. Nhưng mà đói quá. Đói quá. Gà mất kìa. Nhanh lên, trốn vô trong khe đá kìa. Mèo hóa ra, mau quay lại đây đi, không có bọn nó ở đó đâu. Đi nhanh lên, kiếm ở chỗ khác. Nè, sao không ngoe ngoảy cái đuôi của mày đi chứ?
Tao cho mày theo để bắt bọn xì trung chứ không phải đi dạo. Cảm Hứng ơi, mày đâu rồi? Mình biết rồi, bài thơ về trứng chiên. Không được lấy ý tưởng của mình rồi nha. Mình sắp hoàn thành bức tranh về trứng chiên. Cậu tìm cái khác đi, biết chưa? Mình không thèm. Xít, không trứng chiên thì trứng luộc. Mình đi chỗ khác đây. Cậu nói trứng luộc hả? Mình nghe xong là muốn phát bệnh luôn rồi nè. Tranh của cậu mới làm cho mình phát bệnh đó. Chỉ vậy thôi hả? Phải, chỉ vậy thôi. Nhà cậu cũng chỉ là một xì trứng gà mà. Mình nói cho cậu biết mình thông minh hơn cậu nha. Cái cắt xì trứng, vậy là chúng ta đã xì trứng được cắt xì trứng rồi. Mình chính là người thông minh hơn cậu nhiều mới phải. Cậu chỉ là một xì trứng. Thôi đi, nghe chưa? Tính cãi nhau tới chừng nào vậy? Tí vô. Mày giỏi lắm đó, Ara. Bây giờ chúng ta phải theo dõi nó tới đâu rồi. Tí vua ơi, khoan hãy về đã. Con vẫn chưa sáng tác được một bài thơ nào xì trâm hết. Còn con cũng chưa có một kiệt tác nào. Tại sao con mèo nó lại ở đây vậy? Nè Ara, bắt lấy chúng Ara, nếu không ta sẽ cuộn mày thành trái banh ta xuống biển. Tí thi sĩ, mình đã quên những bức tranh rồi. Và thơ của mình. Ai đã lấy thuyền của chúng ta rồi? Lão cảm ơn. Tí vua gọi ta hả? Mèo Ara, hôm nay mày và tao sẽ có một ngày đuổi bắt không bao giờ quên. Xem nè, chúng ta không sợ người đâu. Yeah. Ôi trời ơi, cái chân của ta. Vi sẽ phải trả giá cái bọn khốn kiếp. Sớm thôi Ara, chúng ta sẽ có một bữa đại tiệc xì trung đây nè. Chúng ta phải cứu họ mới được. Phải rồi, nhưng bằng cách nào đây? Mình không biết, nhưng chúng ta phải xì trung ra kế hoạch thật nhanh đi thôi. Thật tội nghiệp cho tụi xì trung xấu số kia. Nước cũng đã sôi, muốn nói gì với ta trước khi vào bụng của ta chứ? Nghe đây lão Gamon, ta có vài lời muốn nói với ngươi nè. Một đứa nữa hả? Vậy thì hãy nói những gì mi muốn, sau đó ta sẽ nấu mi luôn một lần, biết chưa vậy hả? Ôi ngài gà mơn đáng thương kia ơi, ngài sẽ không còn được nhìn thấy xì trâm trên đời. Tất cả họ sắp bị ngài xơi, và từ giờ về sau sẽ không còn xì trâm nào. Thật đáng buồn biết bao. Ngài gà mơn sẽ khóc trong thẫn thờ vì không bao giờ gặp gỡ các xì trâm ngây thơ. Không, người nói đúng, đó là sự thật à. Đó là sự thật. Bài thơ buồn quá, mình muốn khóc rồi đây nè. Ngươi có thể đi được rồi. Ta cần phải có một xì trung để sau này rượt đuổi. Nếu không tương lai của ta sẽ như thế nào nếu không có xì trung? Bài thơ như vậy mới gọi là nghệ thuật chứ. Dạ phải, đây thật sự là tác phẩm ất hữu xì trung, thật là xuất sắc. Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Nhưng chúng ta vẫn còn một chuyện nữa ngài tới vô à. Làm sao mình có thể thoát khỏi cái đảo này đây? Đó mới là vấn đề. Nè Ara, bọn xì trung đã trốn rồi. Tìm mau. Mau lên, hãy theo nhanh lên, đuổi theo. Bọn chúng không thể nào đi xa hơn được. Khúc cổ, mau xì trung mới xuống nước. Nhanh lên nữa Ara, bọn xì trung ở phía trước phải bắt bọn chúng cho bằng được. Lão Gamon, là bọn mi. Chạy theo nó Ara, chạy theo mau. Bọn chúng chạy vào hang rồi kìa Ara. Tí họa sĩ, bức tranh hang động của cậu đúng là một kiệt tác rồi đó. Cảm ơn
Mấy thầy sĩ, cảm ơn. Ngài Tí Du ơi, đợi đã. Bọn chúng đã bỏ chạy hết rồi, ta sẽ bắt được tụi bay. Xì Trâm, bọn mi không đi xa được đâu. Hỡi chiếc thuyền kia đi Ara, bọn chúng ở trước mặt kia. Tí Du ơi, hắn đang đuổi theo chúng ta. Đừng lo lắng tí cô được. Cứu, cứu, sắp chết rồi. Cứu, 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 buông ta ra đi đồ ngu. Xì Trâm, ta sẽ bắt hết đám tụi bay, cho dù đó là điều cuối cùng ta phải làm. Ngài đã xì Trâm chuyện đó thế nào hả Tí Vua? Nó còn hấp dẫn hơn là ảo thuật nữa đó. Không phải là ảo thuật, mà ta chỉ tình cờ phát hiện ra một cái nút bận thôi. Bài thơ ca ngợi cái nút bận.